cái này sấm tiên tri của người Mỹ, họ nói về sư phụ cho nên hàng nghìn năm chấn động bảy dự ngôn về thánh nhân cứu rỗi nhân loại thời nào thế. Đáp án về sự phục sinh của thần thánh sẽ được phá giải ở phương Đông. Vị thánh ấy sẽ ban phúc cho đại địa, mở ra một thời kỳ vô cùng phồn vinh thịnh thế cho toàn thế giới. Ngày lễ quan trọng của Tây Phương sẽ phục sinh. Easter là ngày kỷ niệm sự phục sinh của Chúa Giêsu, cũng là ngày nghênh đón trở lại. Tuy nhiên, tại sao ngày lễ Tây Phương trọng đại này lại lấy tên là Easter, người đến từ phương Đông? Tiên sinh trong chương trình thám sử Động Kiến tìm tòi và thấy rõ rằng ngày 7 tháng 3 có nhận định rằng lễ phục sinh tại phương Tây là một dự ngôn nói về sự xuất hiện của đại thánh nhân phương Đông thời Mạc Kiếp. Lễ Easter cũng có liên quan đến mình. Trong bài còn chia sẻ thêm các dự ngôn của các nhà tiên tri ở phương Tây, xa thì có Notre Dame, gần thì có Edgar Cayce, Jean Dixon. Ở phương Đông thì có dự ngôn trong các sách cổ như Cách Am Di Lục, Mã Tiền Khóa, Thư Bối Đồ, Thiêu Bính Ca. Vậy thì đại thánh nhân được miêu tả như thế nào? Dưới đây là bài chia sẻ của tiên sinh. Nói về dự ngôn, mọi người đều không lạ gì, nhất là các tác phẩm như Thôi Bối Đồ, Thiêu Bính Ca của Trung Quốc hay các thế kỷ của phương Tây dân dân. Những dự ngôn này cách đây hàng nghìn năm, nhưng chúng đã đề cập một cách minh xác rằng tương lai nơi phương Đông, tức là Việt Nam đó, bí ẩn sẽ xuất hiện một vị thánh nhân. Sự xuất hiện của Ngài sẽ cứu giới thế nhân và khai mở kỷ nguyên mới. Nhà tiên tri người Pháp Notre Dame vào thế kỷ thứ 16 đã lấy thể thơ bốn hàng để viết các thế kỷ. Trong đó có rất nhiều bài thơ đề cập đến sự xuất hiện một người phương Đông phi thường. Tương lai ông sẽ mang đến biến hóa lớn cho toàn thế giới. Dưới đây chúng ta sẽ giải thích một bài dự ngôn để mọi người cùng tham khảo dự ngôn của Notre Dame. Notre Dame trong bài thơ thứ 29 thuộc kỷ nguyên thứ 2 viết rằng: một người phương Đông rời khỏi quê hương ông ấy, vượt qua đại dương đến dãy núi bờ Tây nước Mỹ. Ông sẽ đem bầu trời, hải dương và băng tuyết siêu việt, dùng thần trưởng để hóa tỉnh thế gian. Trong bài thơ thứ 75 thuộc kỷ thứ 10, Notre Dame viết rằng Ngài sẽ lưu lại châu Mỹ trong thời gian dài, sau đó Ngài mới quay lại châu Á. Từ Hermes vĩ đại, Ngài sẽ vượt lên hết thảy các vị vua của các vị vua phương Đông. Hai bài thơ này nói về cùng một người, một vị thánh người phương Đông đến từ phương Tây, ở lại đó một đoạn thời gian, tương lai sẽ quay trở về phương Đông. Hy vọng của Ngài ấy sẽ vượt trên hết thảy các vị vua trong lịch sử nhân loại phương Đông. Hermes là người là sứ thần đưa tin trong thần thoại Hy Lạp, trong tay cầm một cây thần trượng với đầy đủ pháp lực có thể khiến người đang trầm mê ngủ lập tức thức tỉnh. Cho nên vị thánh nhân phương Đông sẽ thông qua pháp lực của cây thần trượng để thức tỉnh thế nhân.
Notre Dame, bài thơ 49 thuộc kỷ thứ 3 viết rằng: trải qua 500 năm, thế nhân mới chú ý sự tồn tại của Ngài ấy và vinh dự cho thời đại đó. Khải thị vĩ đại đang xuất hiện chỉ trong trái nháy mắt. Người ở cùng thế kỷ với Ngài sẽ có được sự sung túc cực đại. Notre Dame sinh năm 1503. Ông chỉ rõ sao thời đại của thế kỷ 500 năm chính là thời đại chúng ta hiện nay. Nhưng người trong thời đại này, bất kể là phương Đông hay phương Tây, đều đắc được khai thị của thánh nhân phương Đông. Notre Dame trong bài thơ 236 thuộc kỷ thứ 3 viết rằng: trường phái triết học mới là ngày khai sáng sẽ thịnh hành, vượt lên hết thảy sinh tử, kim tiền phú quý danh vọng, ý chí của đức đạo thiên tâm, mạch nối không cản nổi. Chỉ một tiếng quy thơ tập hợp vạn người để hồi ứng. Cũng trong thời kỳ thứ 3, bài thơ 296 lại viết rằng: pháp mới sẽ chi phối đất đai của địa cầu. Xung quanh Syria, Do Thái, Palestine, đế quốc dã man sẽ sụp đổ. Đang sụp đổ. Thế kỷ mặt trời sẽ quay trở lại. Hay đoạn thơ trên nói rằng vị thánh nhân phương Đông sẽ dẫn dắt tín ngưỡng thần thánh, sẽ đề xuất một loại triết học, từ đó dẫn dắt nhân loại nhận thức lại mới vũ trụ. Tư tưởng của thánh nhân phương Đông là lý luận triết học của Ngài sẽ khai sáng nền văn minh rất mới. Thế kỷ của mặt trời là một tượng trưng ở đây chỉ sự an lạc, chỉ sự an cư lạc nghiệp, sau đó sẽ đưa đến thời đại và hoàng kim. Từ những bài thơ khác trong các thế kỷ, Notre Dame từng dùng những từ như tăng thánh nhân, thánh ngôn, thánh tâm, vân vân để miêu tả thánh nhân. Từ những từ này có thể thấy rằng vị thánh nhân trong tầm mắt của Notre Dame ở vị trí vô cùng cao siêu, trang nghiêm, từ bi và thần thánh. Dự ngôn của nhà tiên tri ngũ gật Edgar Cayce. Edgar Cayce được biết đến là nhà tiên tri ngũ gật của nước Mỹ từ thế kỷ 20 đến khi tạ thế khoảng gần nửa thế kỷ. Ông đã vì mọi người mà giải mã nguồn cơn và nhiều bệnh tật và kiến nghị phương pháp trị liệu. Việc giải mã của Cayce hoàn thành trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ, Cayce có năng lượng nhìn thấy được không gian khác, hình tượng ở không gian khác. Những thứ đó không ngừng chuyển hiện trước mắt ông. Do đó ông có thể lý giải nhiều điều huyền bí của sinh bệnh nhân quả luân hồi. Từ đó đã khai cánh cửa lớn vượt thời gian, không cho thời gian cửa vượt thời không cho người. Chân dung đọc cho em S.K.L. Cái sơ từng dự ngôn rất nhiều đại sự xảy ra trong thế kỷ 20, trong đó có dự ngôn liên quan đến phương Đông châu Á chiếm thế giới phương Tây, khi ấy rất chấn động. Khái sư dự ngôn rằng đến một ngày phương Đông châu Á sẽ là cái nôi của cơ đốc giáo, đó đạo thiên tâm. Những giáo lý sẽ được áp dụng trong một trong cuộc sống. Những điều này đối với người ta mà nói rất xa xôi, nhưng trong khả năng của Thượng Đế chỉ là công sức trong một ngày. Ngày mai phương Đông sẽ tỉnh lại,
Đối với dự ngôn này, do sự khác biệt về văn hóa Đông Tây, những người thời đó không dám đoán định tương lai liệu Cơ Đốc giáo có hưng thịnh ở phương Đông hay không. Chúng ta đầu tiên sẽ giải thích từ Cơ Đốc giáo Christianity. Chữ Cơ Đốc của Christianity là Christ, mà Christ là nguồn gốc từ Massian của dân tự Hebrew của người Do Thái, tiếng Anh là Massian, cũng chính là đấng cứu thế, Messenger. Messian còn cái noi là biểu tượng của tân sinh, cuộc sống mới. Cái noi còn có một cách giải thích nữa là dùng đất phương Đông sẽ là đản sanh tín ngưỡng mới đi theo đấng cứu thế, tức là một giáo chủ phương Đông. Cách giải thích này kỳ thực đối với cách nói của Casey, ông ấy còn dự ngôn đấng cứu thế, cứu thế chủ sẽ giáng lâm sau khoảng thời gian điều chỉnh kết thúc. Chính nghĩa sẽ vĩnh viễn ở lại địa cầu. Chính nghĩa sẽ vĩnh viễn ở lại địa cầu cũng chính là nói sau khi tuyên bố trận chiến thiện giả kết thúc, những người hiền thiện tích đức còn sót lại sẽ nên đón thế kỷ mới. Thiên tài dự ngôn Jane Dixon của nước Mỹ, bà đã giúp nhiều ngôi sao điện ảnh Hollywood của Mỹ, nhân vật nổi tiếng và những người quan trọng ở các nước dự đoán tương lai, trong đó bao gồm Tổng thống Roosevelt của Mỹ và Thủ tướng Churchill của Anh. Những dự ngôn của Jean khiến mọi người ngạc nhiên, bao gồm hy vọng của nhân loại nằm ở phương Đông, sau đó chiếu rọi sang phương Tây. Thần sẽ trở lại, con cháu của những thiên sứ sẽ giáng sinh ở phương Đông, hy vọng cứu vớt nhân loại nằm ở phương Đông. Xin còn thấy được vị thánh nhân sẽ chuyển sinh ở một nơi nào đó phương Đông. Ông sẽ cải biến toàn thế giới. Ông sẽ đem tính điều nhân ái để mọi người xích lại gần nhau, trùng hợp hai ngày lễ quan trọng của phương Tây để phục sinh Easter là kỷ niệm phục sinh của Chúa Giêsu, cũng là ngày nghênh đón thần trở lại, có hàm ý đại biểu cho tân sinh, cuộc sống mới, thời vàng kim, đản sinh, trùng sinh, sinh ra lần nữa, vân vân. Từ bề mặt, chữ Easter có nghĩa là người đến từ phương Đông. Lễ phục sinh tại phương Tây là một dự ngôn khác mà thần an bài cho con người, cũng là nói thần sẽ quay lại. Đáp án về sự phục sinh của thần thánh sẽ được phá giải phương Đông. Vị thánh ấy sẽ ban phúc cho đại địa, mở ra một thời kỳ vô cùng phồn vinh thịnh thế cho toàn thế giới, cách An Di Lục của Triều Tiên. Sách Cách An Di Lục thế kỷ thứ 16 của Triều Tiên do đại học giả Nam Cư Đồ đạo hiệu Cách An Di. Thời thiếu niên, ông đến núi Kim Sơn và hữu duyên gặp được một vị thần nhân. Ông bèn đem những điều thần nhân nói chép lại thành văn tự trong Cách Am Di Lục, dự ngôn rằng: vô nghi Đông Phương thánh nhân xuất, nhược thị Đông Phương bất tri thánh, anh mễ Tây nhân cách giải thánh, nhược thị Đông Tây bất tri thánh, cánh thả hương sinh nại thả hạ. Những câu này nói rằng
Thánh nhân từ thiên thượng xuất sinh ở phương Đông. Nếu người phương Đông không biết thánh nhân thì người phương Tây như người Anh, người Mỹ lại lý giải được ngài. Nếu cả người phương Đông và người phương Tây đều không nhận thức được thánh nhân thì sinh mệnh trong vòm trời sáng này làm sao cứu độ được? Đây, mã tiền khóa của Gia Cát Lượng. Mã tiền khóa cũng dự ngôn về thời khắc thánh nhân cứu giúp nhân loại lúc nguy nan, dự đoán tình huống bị cực Thái Lai khóa thứ 12 nói rằng chủng hoạn cứu nạn thị di thánh nhân dương phục nhi trị hói cực thanh linh. Ý nghĩa là cứu giúp hoạn nạn duy chỉ có thánh nhân dương phục nhị trị hói cực thanh minh. Hai câu này nghĩa về mặt là khi ánh sáng mặt trời trở lại thì sẽ trị lý bình thường, đêm tối cùng cực sẽ có ngày tươi sáng trở lại. Hai câu cuối còn có nghĩa là sau khi đại nạn khủng bố đi qua, nhân loại sẽ tiếp nhận vào thời kỳ thịnh thế. Dự ngôn thư bối đồ. Thư bối đồ triều Đường đã dự ngôn về giác giả đến từ phương Đông. Tượng hình vẽ thứ 59 tụng nhiên. Thánh nhân Di Đại Thế Giới Phúc thủ trách thiên đồng bạc thứ trúc, hồng hoàng hát bạch bất phân minh, đông nam tây bắc tận hòa mục. Bài thơ này miêu tả một vị thánh nhân sẽ mang đến hạnh phúc cho toàn thế giới. Người được cứu độ không phân biệt màu da, tất cả mọi người sẽ sống trong cảnh hòa bình thịnh thế. Trong tượng thứ 44 tụng viết: phương Đông nhi kim hữu thánh nhân, tuy phi hào kiệt giả chu thành, tứ di trùng dịch xưng thiên tử, bỉ cực Thái Lai cụ quốc chung. Bài thơ này nói phương Đông đương đại sẽ xuất hiện một vị thánh nhân. Vị ấy tuy không là hào kiệt nhưng cũng có thể thành công vì quốc gia bốn phương phiên dịch tước tác tác phẩm của ngài và gọi ngài là sứ giả của thiên thượng. Cuối cùng sắc xuân khắp giường trên thế giới sẽ nghiêng đón thời kỳ thịnh thế. Trong tượng thứ 47 tụng viết: vô vương vô đế định càn khôn, lại tự điền gian đệ nhất nhân, hào bà cụ thư đa mộc đáo, nghĩa ngôn nhất xuất kiến anh minh. Bài tụng nói rằng thánh nhân không phải vì làm dương làm đế mới có thể định càn khôn. Thánh nhân đến từ dân gian, không phải là hoàng gia thái tử, cũng không phải là thể phủ vua chúa, nhưng ngài rất am hiểu văn hóa truyền thống. Lý niệm của ngài được mọi người đồng ý và tán tụng. Thiêu đính ca của công thần khai quốc triều Minh Lưu Bá Ôn. Thiêu đính ca bài ca bánh nướng của Lưu Bá Ôn triều Minh cũng dự ngôn về thời kỳ nhân loại tiến vào mạt hậu và tình huống của thánh nhân phương Đông. Chúng ta cùng xem Chu Nguyên Chương và Lưu Bá Ôn, một người hỏi một người đáp sẽ tiêu báo những gì. Hoàng đế hỏi: lúc mạt hậu ai sẽ truyền đạo? Lưu Bá Ôn đáp có bài thơ làm chứng rằng: không tướng tăng cũng chẳng tướng đạo,
đội mũ lông cù nặng 4 lạng. Chân Phật không ở trong tự viện. Ngài là Di Lạc nguyên đầu giáo. Hoàng đế hỏi Di Lạc hạ phàm tại nơi đâu? Báo ôm đáp: Nghe thần nói đây, giáo chủ vị lai lúc hạ phàm không ở tể phủ với quan viên, không ở hoàng cung làm thái tử, không phải chúng tăng nơi đạo diện, mà giáng sinh nơi nhà cỏ hàng vi. Nhưng rải vàng khắp yên nam triệu bắc. Trong cuộc đối thoại này có miêu tả thánh nhân không phải là hòa thượng, cũng không phải là đạo sĩ, cũng không phải là thái tử, mà là sinh ra trong nhà bách tính hàn vi, con thợ mộc, đem đạo lý truyền rộng khắp bốn bể. Tại thời khắc nguy nan, sự xuất hiện của thánh nhân đến từ phương Đông đã mang đến pháp lý đạo lý rải khắp bốn phương. Điều quan trọng là hiện tại chúng ta có may mắn được gặp Ngài cứu vớt hay không, sau đó tiếp nhận vào thời kỳ quy hoàng thịnh thế hay không mà thôi. Sách Thánh Kinh phiên dịch năm 1995. Cái này sách của Mỹ mà, không phải của người Việt. Từ ông thầy Nọc và Remis cho tới bà Jean Dixon, rồi cho tới Ben Gà, rồi tới Lưu Bá Ôn, tới Gia Cát Lượng. Cùng nói mọi người, chỉ có một cái là nước Việt mình á, ở cái thời đại này á, thời đại cộng sản á, họ không muốn cho sấm cơ hay là tiên tri cả về ngày chặn trình, họ cũng không cho thông báo trên đó nữa. Cho nên 100 triệu người Việt, chuyện này đầu thai vào người Việt nói tiếng Việt, họ đều bị điếc, bịt tai, bịt mắt, là vì không có nghiên cứu thì làm sao mà hiểu. Mà khi mà không nghiên cứu mà nghe đó thì nó rất là chói tai. Nhưng mà trong khi của người Mỹ, người ta để đầy thư viện, nó không tin vô coi đi. Nãy giờ đọc có tên hết. Cái trượng giống cái trượng bữa mình leo núi không? Thì mình không có phải là nói để mình ngã mạng gì. Ở một cái thời đại cha chỉ rất là kỳ, chỉ là người truyền tin cho cha, mang sắc phạt để đi độ chúng sanh, không có lợi lộc, không có danh, cũng không lợi, chỉ là rải vàng khắp nam bắc triệu. Trong thưa với ông đó, đi sanh ra hàng vi nghèo nàn, con thợ mộc, nhưng mà khi lớn lên là có vàng đi rải cho. Trong đó có nói luôn á, chứ không phải là làm mà đến ngày hôm nay á, mà bao nhiêu người vẫn cứng đầu, vẫn không hiểu mình đang ở vào cái thời mạt vận tận thế. Chỉ mau quay đầu. Nhiều người lên trời á, thì được mẹ thương nhiều, cha thương nhiều, mất á thì mình kịp phải tái sanh lại lùa nữa. Tức là mình làm gì làm cái gọn á, thì mình có tài, còn mà làm không xong á phải đầu thai tới rồi lui á, mệt lắm. Rồi mấy đệ tử còn phải nhảy dù theo nữa, cũng tội nghiệp đệ tử xuống đây mà nội mà chuyện chồng con mà là thấy cũng tội đệ tử mình rồi. Tại xuống đây ai cũng vậy chứ, mình cũng phải điều chịu cái ái thương không được thì cũng khổ, người ta thương mình không thương lại cũng khổ, thương một chiều cũng khổ, thương hai chiều cũng khổ, thương ba chiều cũng khổ. Cho nên một bể khổ. Rồi đẻ ra mấy cái còng, nó còng cực, cũng khổ. Xuống ai cũng khổ hết. Ở xưa đó, cơ bản bị trễ gần 5 năm nên tóc bạc. Đó là lý do tại sao kiệt đổi cơ trời là gì? Không có muốn chiến tranh bom nguyên tử, 10 chết 7 còn 3. Thì phải chấp nhận, phải chịu chậm lại 5 năm.
Cái đặc tâm này không có bị bể, khoảng cả 100 triệu người chết, đó là lòng từ bi. Cho nên hồi xưa lập cái bàn thánh, khi lập cái bàn thánh đó là chư Phật với cha xoay chuyển. Xoay chuyển thì mình phải có cái chuyện khác để đổi lại, đó là con Covid. Thì mình vượt qua được con Covid, nó cũng đã hơn, tuy là mình nói đã thì nó hơi phủ phàng đúng không, nhưng mà nó đã hơn cái bom nguyên tử, nhẹ hơn nhiều. Tại cái bom nguyên tử mà nội chất phóng xạ rồi nó lan rộng, nó làm ô nhiễm môi trường nữa. Cho nên lúc mà lập bà việc lập bàn thánh xin mấy chư Phật đó, mấy chư Phật hiện quá trời trên bầu trời trên không gian lúc đó đầy luôn. Rồi cha nữa đứng giữa bầu trời phóng cái hào quang xuống có cái hình luôn á. Con xin thì con chịu khổ chung đi. Cho nên nằm nhà Covid 2 năm cái tóc bạc luôn. Chứ không thôi xưa mình cũng còn sức khỏe đẹp trai đúng không? Nhưng mà cái người có lợi nhất đó là mấy đại ca Việt Nam á, ở lại thêm được mấy năm. Hồ Chí Minh xưa ký với cha là hết hạn lâu rồi, tại vì phải đi đồng bộ. Cho nên tập đến mình thêm một nhiệm kỳ nữa là vậy đó. Nhưng mấy ngày nghe đâu bản nó cũng nội loạn á, cũng mượn tình rồi đó. Câu bằng là đánh á, nếu mà đánh á Biển Đông á là Trung Cộng nó sẽ kéo dài hơn. Còn ở trong nội loạn á thì cái thế cuộc mà thay đổi toàn thế giới lẹ hơn. Cho nên mình đừng hy vọng là đánh, nó sẽ có đánh mà đánh ít thôi. Chứ còn nội bộ nó thay đổi cái thể chế á, lẹ hơn. Thì ở trên đang đi cái nước cờ đó. Nãy đọc thấy đó, thấy nghe thấy được không? Ở đây có ai sửa giờ có đọc cái này qua chưa? Có biết cái này qua chưa? Chưa biết hả? Không biết hả? Con biết là con là nghiên cứu cũng giữ hàng chi con thương sư phụ vô cùng. Cái người nào mà thông minh á, trong nhóm họ Thiên á, mà nghiên cứu mấy cái này á, nhiều cái luôn cũng như ngại á. Nó nói ổng sư phụ này ổng nổ rồi, ổng ngã mạng ổng có thiệt không á. Mà đứa nào nghiên cứu hiểu đi. Tại cái này nó nằm ở trong lịch sử, trong sách, trong thư viện mà. Chỉ có một cái sư phụ đâu có cầm cây trượng nhiều đâu. Chưa già mà có lẽ già cầm cây gậy quá không? Gậy. Có sư phụ khoái lắm. Cho nên mấy vị nói là cây thần trưởng với sư phụ cầm á, là thứ mà đi núi phải cầm, vì mấy con ma nó không có dám tới gần. Nó trị bên cõi vô hình thôi. Có thần trưởng mà. Nhưng mà hồi thời xưa ông Nostradamus, ổng đã biết được thời nay nó như vậy. Ổng viết sách như vậy. Nghĩa là chung lại tất cả những nhà tiên tri gọi là siêu nhất thế giới cũng đều nói sau này thánh địa sẽ ở phương Đông đúng không, và người mà đấng cứu rỗi là phương Đông đúng không, thì là đúng hết. Và một cái đạo mới là đời phương Đông đúng không. Ừ, rồi cái người đó sanh ra ở phương Đông nhưng mà lưu lạc ở phương Tây đúng không. Thì trong kinh của Chúa, kinh Khải Huyền cũng có nói yên vậy. Chỉ có một cái là bây giờ mình mới nói tại sao mấy ổng không nghiên cứu, à mấy ông công giáo ông nghiên cứu là bảo đảm giật mình á, nó không phải hãnh diện. Nhưng mà thật sự cái ngã của con người nó lớn ghê lắm, không thể nào thôi cho qua lớp bọt cháo này hết bỏ.